Đội Tân Quang xin đình chào quý khán giả đến với chương trình Thời sự trong tuần của Little Sài Gòn TV qua bài viết của tác giả Phúc Quỳnh trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong một cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thành phố vào chiều thứ Tư ngày 27 tháng 10 vừa qua, nhiều vấn đề đã được đưa ra để bàn thảo giữa 5 nghị viên mà trong đó có cả ông thị trưởng và phó thị trưởng một số đề tài tranh trải giữa các nghị viên và một vấn đề ngoài chương trình đã kết thúc với lời qua tiếng lại giữa hai nghị viên gốc Việt. Tranh cãi là chuyện thường tình tại hầu hết các cuộc họp của Hội đồng thành phố trên nước Mỹ. Riêng tại thành phố Westminster là một thành phố đặc biệt, thủ phủ của người Việt tị nạn và nơi mà Hội đồng thành phố có tới 4 trong số 5 nghị viên là người Mỹ gốc Việt. Cuộc họp diễn ra bằng tiếng Anh, nhưng có một lúc kia trong vòng 30 giây, Hai nghệ viên đã nói tiếng Việt với nhau bằng ngôn ngữ đường phố, đó là nói nhẹ, còn nặng là chợ búa. Hai người đó là bà Kimberly hồ và ông phó thị trưởng Charlie Nguyễn. Họ từng thuộc nhóm liên minh ba người mà trong đó có thêm ông thị trưởng Tà Đức Trí. Trong thời gian gần đây, hai nghệ viên này kinh địch với nhau cho nên nhóm chỉ còn có ông Trí và ông Charlie. Ba người còn lại trong hội đồng là nghệ viên độc lập bao gồm bà Kimberly hồ ông Tài Đỗ và ông Carlos Manzo người vừa được bầu vào hội đồng thành phố trong cuộc bầu cử vào cuối năm ngoái. Cuộc họp qua mạng điện toán Zoom bắt đầu lúc 5 giờ chiều, nhưng là họp kín giữa các viên chức. Và từ 7 giờ chiều trở đi thì công chúng được tham dự cũng qua Zoom từ nhà của họ. Trong phần lớn thời gian thì cuộc họp diễn ra khá là buồn ngủ như thường lệ với một số chuyện của thành phố nhưng kéo dài đến sau 12 giờ đêm, dài hơn 5 tiếng đồng hồ và có đôi lúc diễn ra khá gây cấn khiến ai cũng tỉnh ngủ. Người dân được ghi danh để phát biểu theo lời thời lượng ấn định và có cả thông dịch viên cho những ai không thể nói tiếng Anh. Một trong các đề tài được nêu ra để bàn thảo là mối tương quan giữa các nghị viên và các nhân viên thành phố à, và đề tài này chắc chắn là nhắc tới sự việc là các vị dân cử để gây áp lực vào nhân viên của thành phố. Ông Tài Đỗ đã kêu gọi bất cứ nhân viên hay cựu nhân viên nào từng bị gây áp lực thì hãy lên tiếng và sẽ có những cuộc điều tra trong thời gian tới. Vào đầu tháng này, hội đồng thành phố từng thông qua một đề nghị yêu cầu các cơ quan công lực hãy mở những cuộc điều tra về việc thành phố đã bán một miếng đất trong công viên cho tư nhân vào năm 2017 mà không có sự thảo luận của hội đồng thành phố. Vụ bán đất đó đã gợi ý rằng có người đã gây áp lực khiến cho các nhân viên của chính quyền phải thông qua việc bán đất một cách âm thầm mà nay bị đưa ra ánh sáng. Sôi nổi hơn là những câu đối đáp giữa Phó Thị trưởng Charlie Nguyễn và nghị viên Kimberly Hồ. Vào khoảng đầu cuộc họp qua mạng Zoom, bà Kimberly đã kêu gọi Phòng Nhân sự tức là Human Resource của thành phố hãy mở một cuộc điều tra về việc có nghị viên từng mang Developer Buddy tức là những bồ tèo trong ngành xây dựng đến tòa thị tránh và gian tức là giật các nhân viên ra khỏi công việc của họ tại văn phòng ban đầu thì bà Kimberly chưa nhắc tới tên của ông Charlie chỉ nói có người trong hội đồng đã kéo nhân viên thành phố ra khỏi nhiệm vụ thường ngày của họ để làm việc riêng cho mình và bà đã cảnh báo rằng bà sẽ tiết lộ tên của những người vi phạm quy tắc tách rời các viên chức với nhân viên của chính quyền thế nhưng Đến khi ông Charlie nêu ra vấn đề, bà Kimberly từng chống quy tắc tạo lằn ranh rõ rệt giữa hội đồng và các nhân viên của thành phố vào năm 2019, khi bà còn kết bè với ông Charlie và ông Tạ Đức Trí để tạo một khối liên minh, thì sau đó bà Kimberly liền tiết lộ tên người đưa bồ tèo tới tòa thị chính, không ai khác hơn chính là ông Charlie. Và bà Kimberly nói, tôi có thể nói là trong vòng 4 tháng, 6 tháng qua tôi đã nghe nhiều về việc ông đã mang các nhà thầu xây dựng đến tòa thị chính và đưa và kêu các nhân viên ra khỏi công việc thường ngày của họ. Và thấy rồi, nghị viên Kim Ly Hồ đã yêu cầu luật sư thành phố là Christian housing và phòng nhân sự hãy phỏng vấn bà giám đốc dịch vụ cộng đồng Alexa Smetto để mà ghi chép những vụ đưa người đến tòa thị chính cho việc cá nhân mà bà Kim Ly đã nghe nói tới. Vào khoảng đầu cuộc họp, Bà Christian Corden là người đang giữ chức quyền quản lý thành phố, đã thông báo rằng bà Alexa Schmidl là một trong vài nhân viên sắp rời khỏi thành phố. Bà Alexa là viên chức mới nhất quyết định rời khỏi thành phố Westminster trong vòng một năm qua, khiến cho thành phố đang thiếu người trong các chức vụ quan trọng. Đó cũng là lý do tại sao bà Christian Corden phải tạm giữ luôn chức quyền quản lý thành phố, mặc dù trong nhiều năm qua bà làm công việc của một thư ký thành phố, chuyên quản lý các hồ sơ, tài liệu và ghi chép những kết quả bỏ phiếu của hội đồng. Đến gần cuối cuộc họp dài hơn 5 tiếng, ông Charlie Nguyễn đã nêu thắc mắc về việc có ủy ban nào của thành phố mà trong đó có thân nhân hay bà con của các nghị viên hay không. Và trước thắc mắc này, bà Christian Corden đã đọc tên của những người trong ban kế hoạch tức là Planning Commission. Nghị viên tại đỗ đề nghị nên bàn thảo về vấn đề này trong một cuộc họp sắp tới. Có lẽ lúc đó là đã khuya rồi cho nên ai cũng mệt. Còn ông luật sư thành phố là Christian Bettenhausen thì đọc quy tắc đề cử người vào ban kế hoạch và sự bỏ phiếu của hội đồng để chấp thuận hoặc để loại bỏ thành viên của ban kế hoạch. Ngay sau khi ông Bettenhausen nói về quy tắc, thì bà Kim Ly Hồ bỗng tấn công nghị viên Charlie Nguyễn gọi ông ta là hèn. Bà nói, right, thằng hèn, Hey, you know what? Thằng hèn, mày là thằng hèn, thằng hèn. Ông Charlie phản công lại, du hèn. Bà Kimly nói tiếp, mày là thằng hèn, mày ơi. Ông cũng nói tiếp, du hèn. Đến đây thì người điều khiển cuộc họp đã bấm nút mute để cho mọi người không thể nghe bà Kimly cũng như ông Charlie nói gì bằng tiếng Việt. Mặc dù là miệng của họ đang lép nhíp, thị trưởng tại Đức trí đã lên tiếng kêu gọi bằng tiếng Anh, xin mọi người hãy tôn trọng nhau, please. Còn nghệ viên tài độ cũng góp ý bằng tiếng Anh, nghệ viên ơi. Nguyễn ơi, nếu ông còn thấy có vấn đề gì nói chuyện này thì xin ông hãy đưa vào nghị trình họp kỳ tới nhé. Ok. Cuộc họp Zoom lúc bấy giờ còn có cô quyền quản lý Corden, ông luật sư housing cô phụ tá thư ký và ông nghị viên Carlos Menzo. Mấy vị này không hiểu tiếng Việt và nên chỉ có nghe và biết có sự đối đáp giữa hai nghị viên gốc Việt mà thôi. Đó là câu chuyện của thành phố Westminster trong kỳ họp vừa qua quý vị vừa theo dõi phần uh, thời sự trong tuần của Little sài gòn tv qua bài viết của tác giả phúc quỳnh trên bày trước máy đồ tân khoa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới